Chương trình tạp chí Văn hóa Thế giới xin chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý khán giả những nội dung chính sau: Bí ngô nặng hơn 1 tấn xác lập kỷ lục thế giới, tưng bừng lễ hội Halloween cho cún cưng tại Mỹ, độc đáo lễ diễu hành mô hình Ale Bracket tại Mexico, trải nghiệm cắm trại xanh tại đảo Jeju, Hàn Quốc, cùng những tin tức hấp dẫn khác. Kim Quảng xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, chào đón lễ Halloween vào cuối tháng 10, các lễ hội bí ngô đang rộn ràng diễn ra tại nhiều nơi ở Romania. Những hoạt động hấp dẫn tại những sự kiện này thu hút rất đông khách tham quan đến vui chơi. Tại thành phố Arad, thuộc hạt cùng tên Arad của Romania, bầu không khí của lễ hội bí ngô Hodi rộn ràng với tiếng nhạc và những khung cảnh cổ tích được trang trí bằng những trái bí ngô. Lễ hội bí ngô Hodi là một lễ hội dành cho gia đình với mong muốn quảng bá những trái bí ngô. Khách tham quan còn có cơ hội thưởng thức nhiều món đặc sản được chế biến từ bí ngô của địa phương như bánh bí ngô, kem súp bí ngô, mứt bí ngô nướng. Bên cạnh đó, mọi người còn được tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn. Sự kiện tương tự cũng đang diễn ra trên một cánh đồng bí ngô tại làng Herina. Tại đây, khách tham quan đặc biệt là trẻ nhỏ hào hứng vẽ lên những trái bí ngô và thưởng thức kem hoặc súp làm từ bí ngô. Lễ hội này do một nông dân trong làng khởi xướng nhằm quảng bá đặc sản của địa phương. Họ trồng bí ngô thu lấy hạt để sản xuất dầu cùng nhiều sản phẩm khác từ loại nông sản này. Hàng năm, cứ vào mùa lễ hội Halloween, các cuộc thi tìm quán quân trồng bí ngô khổng lồ lại được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Năm nay, một quả bí ngô khổng lồ nặng hơn 1,1 tấn đến từ bang Minnesota đã lập kỷ lục thế giới mới. Với quả bí ngô khổng lồ này, nhà vô địch trồng trọt giành được hơn 22.000 đô la tiền thưởng. Ông Travis Swenger, một giáo viên chuyên ngành trồng trọt ở bang Minnesota, đã giành giải nhất giải vô địch bí ngô lần thứ 51 tại thành phố Half Moon Bay, bang California, Mỹ, nơi quy tụ những bậc thầy trong nghề trồng bí ngô. Không phụ công Travis ngày đêm chăm sóc, quả bí ngô khổng lồ của ông đã đánh bại mọi đối thủ khác khi nặng đến 1,12 tấn và có chu vi vòng eo lên đến hơn 6 mét. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều quả bí ngô to như thế, nhiều đến không thể tin nổi. Quả bí ngô khổng lồ này được đặt tên là Swenger 2560, theo tên của nhà vô địch trồng nó là Travis Swenger. Ông Travis nhận được khoản tiền thưởng là 22.369 đô la Mỹ. Phần thưởng được tính dựa trên cân nặng của sản phẩm dự thi, với mức giá 9 đô la Mỹ cho 0,45 kg. Đây là lần thứ tư ông Travis đoạt chức vô địch tại sự kiện thường niên này. Chức vô địch của ông là hoàn toàn xứng đáng bởi việc trồng bí ngô khổng lồ đòi hỏi sự chăm sóc chuyên sâu và đầu tư đáng kể. Theo đó, để tạo ra một quả bí ngô như thế này, ngoài việc thụ phấn, thủ công, thì cả quá trình chăm sóc cần trung bình đến hơn 300 mét khối nước, tưới liên tục nhiều lần trong ngày. Sau nhiều tháng chờ đợi, những tín đồ yêu thích truyện tranh tại Mỹ đã đổ về sự kiện Comic-Con khai mạc vừa qua tại New York. Như thường lệ, nhiều người tham dự sự kiện đã hóa trang thành các siêu anh hùng, quái vật, dị nhân hay các nhân vật được yêu thích khác. Năm nay, New York Comic Con trở lại với nhiều gian hàng đa dạng dành cho mọi lứa tuổi khám phá và trải nghiệm. Điểm nhấn của sự kiện vẫn là những màn hóa trang công phu và độc đáo. Các tín đồ yêu thích hoạt hình và truyện tranh trên khắp nước Mỹ không ngần ngại đầu tư thời gian và công sức vào những bộ trang phục cầu kỳ và rất giống bản gốc, đồng thời thể hiện được cá tính của mình. New York Comic Con là sự kiện tuyệt vời nhất trong năm, tôi đã mong đợi nó cả năm nay, mọi người đều chung sở thích và ai cũng vui vẻ. Sáng nay tôi hóa thân thành nhân vật Predator, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng và tôi mất 4 giờ để hóa trang. Tôi yêu thích Predator từ nhỏ và tôi muốn trở thành phiên bản nữ của nhân vật này. New York Comic Con diễn ra với nhiều trò chơi, hội thảo và triển lãm, là một trong những sự kiện giải trí lớn bậc nhất thế giới. New York Comic Con năm nay hứa hẹn thu hút hàng trăm nghìn người tham dự trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, đem lại doanh thu về du lịch khoảng 80 triệu đô la Mỹ cho thành phố New York. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa là tới dịp lễ Halloween. Đến hẹn lại lên, người dân tại thành phố New York lại cùng những chú thú cưng của mình tham gia vào một lễ diễu hành Halloween đặc biệt dành cho những người bạn bốn chân tại quảng trường Tompkins.
Bầu không khí tưng bừng náo nhiệt ăn mừng dịp lễ Halloween đã bao trùm khắp quảng trường Tompkins, thành phố New York. Những người tham gia cùng với những cúng cưng của mình đều hóa trang thành các nhân vật yêu thích như công chúa Lọ Lem trong chiếc váy bồng bềnh hay nhóm nhạc hip-hop lâu đời Run DMC. Cúng cưng của tôi thích nghe nhạc của Run DMC và thường nhảy quanh nhà, vì thế tôi đã tạo hình hóa trang giống như thần tượng âm nhạc của nó. Chú cúng này là giống Jojo, nhưng tôi đã tỉa lông cho nó giống như một con sư tử. Nhiều người dân vô cùng thích thú khi xem những chú cúng ngộ nghĩnh và đáng yêu diễu hành trên đường phố. Đây là lần thứ 34 lễ diễu hành Halloween dành cho cúng cưng được tổ chức tại quảng trường Tompkins. Vừa qua, hàng trăm mô hình Ale Briquet, những sinh vật có kích thước khổng lồ trong trí tưởng tượng dân gian của Mexico, đã tỏa sáng trong buổi diễu hành tại thủ đô Mexico City, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người xem về chiều sâu của một nền văn hóa lâu đời và đầy bản sắc của quốc gia Trung Mỹ này. Xuất phát từ quảng trường trung tâm Zocalo, hơn 200 mô hình Ale Briquet có chiều cao lên đến 3 mét đã được diễu hành dọc theo đại lộ Reforma dài 5,5 km, cùng sự tham gia của các ban nhạc và vũ công tạo nên một bức tranh sinh động đa sắc màu, thu hút hàng chục ngàn người dân địa phương và du khách. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Mexico và tham dự lễ hội này, quả thật rất thú vị. Những hình nộm thủ công dân gian đầy màu sắc thu hút rất nhiều người tới xem, tôi thấy lễ hội rất hay và độc đáo. Được làm từ giấy bồi, gỗ chạm khắc và bìa cứng, Ale Briquet sở hữu hình dáng kỳ bí cùng màu sắc rực rỡ. Những mô hình này là sự pha trộn giữa hình dáng của động vật cùng những nét tưởng tượng của các nghệ nhân tạo nên những sinh vật không có thật, song vẫn rất gần gũi trong tâm thức dân gian của các nền văn minh cổ xưa tại Mexico. Tôi làm nghề được 10 năm rồi. Như sản phẩm này, chúng tôi làm mất khoảng 3 tuần. Nó là tạo hình kết hợp giữa dơi và báo, hoặc bạn cũng có thể tưởng tượng ra hình thù khác theo cách nhìn của mình. Kết thúc diễu hành, các Ale Briquet được trưng bày dọc theo đại lộ Reforma đến ngày 3 tháng 11 để người dân và du khách đến thưởng ngoạn. Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên năm 2007, lễ diễu hành Ale Briquet đã trở thành sự kiện thường niên nhằm quảng bá nghệ thuật dân gian của Mexico cũng như tạo sân chơi sáng tạo cho các nghệ nhân để giữ gìn những nét đẹp văn hóa của quốc gia Mỹ Latin này. Khi khắp thế giới đang tràn ngập không khí lễ hội Halloween, thì người dân Mexico cũng háo hức chuẩn bị cho lễ hội người chết. Không mang màu sắc bi lụy, u buồn, mà trái lại, lễ hội tưởng nhớ người đã khuất ở quốc gia Trung Mỹ này lại tràn ngập sắc màu rực rỡ, sống động, trong niềm vui chia sẻ giữa người thân và bạn bè. Lễ hội chính thức diễn ra vào đầu tháng 11 hàng năm, nhưng từ nhiều ngày trước đó, khắp nơi ở Mexico đều được trang hoàng bằng những bộ xương đủ màu sắc và kích cỡ. Thị trấn Atlixco của Mexico đã chuẩn bị cho ngày của người chết bằng cách trưng bày 14 bộ xương khổng lồ do các nghệ nhân kỳ công thực hiện. Chủ đề năm nay là nhân vật lịch sử Mexico, với các bộ xương tượng trưng cho những anh hùng trong cuộc cách mạng vào đầu thế kỷ 20. Các bộ xương sẽ được trưng bày tại các thành phố lớn như Rome ở Italy, New York, Boston và Los Angeles ở Mỹ. Đây là nơi tưởng nhớ những người đã khuất, tràn ngập hoa và đó là cách những người đã khuất được tôn vinh. Chúng tôi quyết định đến thăm vì Atlixco nổi tiếng với ngành nông nghiệp, đặc biệt là nghề trồng hoa. Gần đây, họ cũng đã biến việc chế tác xương thành một ngành nghề truyền thống. Lễ hội lâu đời bậc nhất Mexico này là dịp để người dân nơi đây tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời, đồng thời cũng là dịp để mọi người tụ tập cùng gia đình, bạn bè, thưởng thức các bữa tiệc và tặng quà cho nhau. Vừa qua, hàng trăm người dân ở vùng núi miền trung Venezuela đã tổ chức nghi lễ tôn giáo Baile en Candela, hay còn được gọi là Vũ Điệu Nến. Hoạt động văn hóa độc đáo trên diễn ra ngay sau khi chính phủ Venezuela công nhận nghi lễ này là di sản văn hóa quốc gia. Nghi lễ được tổ chức tại thị trấn miền núi Quibeo, cách thủ đô Caracas hơn 300 km về phía tây. Theo đó, những người đàn ông cùng nhau nhảy múa quanh ngọn lửa và ánh nến theo nhịp trống. Họ bước qua thang hồng bằng đôi chân trần và dùng gỗ cháy để đập lên người. Ở một con sông gần đó, các gia đình cũng tẩy rửa bản thân để chào đón linh hồn những người đã khuất. Những nghi lễ này nhằm tôn vinh Maria Leonza, vốn được người dân địa phương tôn kính như một nữ thần của thiên nhiên, tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp. Hôm nay chúng tôi thực hiện nghi lễ này với đức tin và lòng thành kính đối với nữ thần Maria Leonza. Giống như tổ tiên của chúng tôi cách đây hơn 500 năm,
Chúng tôi tri ân bà với những lời cầu nguyện hướng tới mục tiêu duy nhất, đó là sự hòa bình cũng như hòa hợp cho đất nước. Nghi lễ cũng nhằm tưởng nhớ đến những thổ dân bản địa của Venezuela, những người đã gắn bó với truyền thống này không chỉ để cầu mưa mà còn để cầu cho mùa màng bội thu. Hoạt động nhảy múa trong ánh nến và bước qua thang hồng cũng thể hiện mong muốn được hòa mình với thần mặt trời, do ánh nến và ngọn lửa đều là những biểu tượng của vị thần này. Cà phê không chỉ là thức uống mà còn là phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân Mỹ. Nhiều người bắt đầu ngày mới với một tách cà phê khiến các sản phẩm liên quan đến cà phê trở nên phổ biến. Mời quý vị và các bạn đến với quán cà phê Starbucks tại Chicago, Illinois, Mỹ, được thành lập vào năm 2019. Quán này đã soán ngôi quán Starbucks lớn nhất thế giới tại Nhật Bản. Ngay sau đây, hãy cùng tôi khám phá điều gì đặc biệt của quán cà phê này. Starbucks Research Roastery Chicago không chỉ là một quán cà phê mà còn là một điểm đến văn hóa và trải nghiệm tuyệt vời cho cả người dân địa phương lẫn du khách. Với quy mô khổng lồ, thiết kế, kiến trúc ấn tượng cùng với các trải nghiệm cà phê đa dạng, nơi đây mang lại một hành trình thưởng thức cà phê đặc biệt từ quy trình rang xay trực tiếp đến các loại đồ uống sáng tạo. Tôi đến đây cùng với mẹ, chúng tôi đi du lịch, thăm thành phố Chicago. Chúng tôi là những tín đồ cà phê và đặc biệt rất thích cà phê của Starbucks. Tôi đã uống cà phê ở nhiều cửa hàng của Starbucks, bình quân một lần một tuần. Hôm nay tôi đưa bạn tôi đi tham quan thành phố Chicago. Tôi thường đến các quán cà phê của Starbucks tại Hàn Quốc, nhưng cửa hàng cà phê này có nhiều loại vô cùng đặc biệt, có rất nhiều món tráng miệng đặc biệt và tôi rất hài lòng. Ngoài ra, vị trí, nội thất của quán cũng rất đẹp. Tôi rất vinh dự được tới quán cà phê Starbucks lớn nhất thế giới đặt tại Chicago. Tôi rất hài lòng với cà phê và đồ ăn ở đây. Tôi rất thích nơi này, quá đẹp. Hôm nay tôi gọi một cốc cà phê cold brew. Tôi không nhớ tên chính xác lắm, nhưng nó rất tuyệt. Quán Starbucks này quá hoành tráng, quá lớn và thưởng thức cà phê tại đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Điều tôi ấn tượng nhất của cửa hàng Starbucks này vì thiết kế cấu trúc của tòa nhà và mọi người ở đây đều rất tốt bụng. Một trong những điểm nổi bật của Starbucks Research Roastery Chicago chính là trải nghiệm đa tầng độc đáo mà không phải cửa hàng cà phê nào cũng có. Với diện tích lên tới 3.200 m², mỗi tầng của tòa nhà này được thiết kế theo một chủ đề và phong cách phục vụ riêng biệt. Với giờ mở cửa kéo dài đến 11 giờ đêm vào các ngày trong tuần và đến nửa đêm vào thứ Sáu và thứ Bảy, cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới ở Chicago trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những cú đêm muốn tìm kiếm một góc nhỏ yên tĩnh để thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn. Quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đang diễn ra từng bước nhỏ nhưng lại rất thiết thực tại một chương trình cắm trại ở hòn đảo du lịch nổi tiếng Jeju, Hàn Quốc. Là một phần của mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2035, sự kiện AE100 Campaign lần đầu được tổ chức tại trang trại gió Đông Bốc Bocchong, cung cấp điện tái tạo từ cối xay gió để nấu ăn và thắp sáng, cùng nhiều hoạt động thân thiện với môi trường. Hòn đảo Jeju đang tận dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào bao gồm năng lượng gió để phục vụ các hoạt động vui chơi trải nghiệm cho khách tham quan nhằm hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2035. Tổng cộng có 100 người tham gia kỳ nghỉ cắm trại qua đêm này. Tôi luôn quan tâm đến lĩnh vực tái chế nên chương trình này rất có ý nghĩa. Lần đầu tiên tôi thử đạp xe điện và điều đó thật thú vị. Tôi cũng rất mong chờ bữa tiệc thịt nướng bằng điện gió. Thịt lợn nướng được chế biến bằng điện từ năng lượng gió kết hợp với các sản phẩm nông sản sạch trồng tại đảo Jeju cũng được sử dụng để phục vụ cho du khách cắm trại. Trong chuyến cắm trại này, du khách còn có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên khi đi bộ qua Key Forest, một hệ sinh thái núi lửa độc đáo ở Jeju. Khách tham quan có thể lắng nghe âm thanh của tự nhiên qua tai nghe và máy ghi âm nhỏ. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi đắm mình trong những âm thanh của thiên nhiên, thật thú vị khi trải nghiệm các hoạt động này cùng những người quan tâm đến các vấn đề môi trường. Với những thành công này, ban tổ chức tin rằng trải nghiệm này sẽ tiếp tục thu hút du khách trong những lần sau. Chương trình tạp chí Văn hóa Thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.